Bạn mệt mỏi vì chứng mất ngủ hay quên, rối loạn kinh nguyệt đồng loạt kéo đến. Bạn lo lắng vì làn da sạm nám, chuyện vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Hãy đến với Tìm Lại Thanh Xuân để lắng nghe giải đáp của chuyên gia vào lúc 22 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 11 tháng 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này.